Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo kẻ thịt gì. Vừa là trailer tập 170 của Thế giới Hoàn Mi cuối cùng cũng đã được cập nhật. Phó bản hung xào đã kết thúc hoàn toàn. Hành động săn đuổi Thạch Hạo và Thạch Nghị của Trích Tiên coi như đã thất bại, phải tu quân trở về. Tiếp theo, Thạch Hạo bắt đầu hành trình tìm vợ trong thiên cổ, tái ngộ với Thanh Nghi tại Đào Viên. Hơn nữa, Thạch Hạo còn cố tình treo giải thưởng bán đứng chính mình ở Tử Lâu, khiến Tiên Điện và Minh Tộc chịu khổ thảm. Hãy cùng với LTC đi tóm tắt nội dung của Thế giới Hoàn Mi tập 170 trong video ngày hôm nay anh em nhé. Sau khi thoát khỏi tay của Trích Tiên vào quỷ ma thần an toàn, Thạch Hạo, Long Nữ, Thạch Nghi, Tần Hạo và Trường Cung Diễm mỗi người đi tìm con đường riêng của mình. Ban đầu thì Thạch Hạo quay lại Quang Minh Giới để chuẩn bị cướp bóc lần thứ hai. Thế nhưng nghe tin tức về vợ của mình là Thanh Nghi, lập tức bắt đầu hành trình tìm vợ ở trên thiên cổ. Cuối cùng gặp lại người vợ tương lai Thanh Nghi trong đào viên của Thanh Dương Giới. Từ bản xem trước có thể thấy Thạch Hạo và Thanh Nghi tái ngộ tại đào viên. Khi mà Thạch Hạo vào từ lâu, ở góc cầu thang anh đã thấy Thanh Nghi xinh đẹp. Thanh Nghi mặc dù lần đầu xuất hiện ở trong thiên cổ, không thay đổi trang phục mới, thế nhưng hình ảnh của cô ấy được tạo hình rất là tiên khí. Từ ánh mắt của Thanh Nghi có thể thấy cô đã nhận ra Thạch Hạo, chỉ là cố tình không quen, bởi vì Thạch Hạo sắp treo giải thưởng bán đứng chính mình. Đây chủ yếu là do nhị tiên tướng của Tiên Điện và nhị minh tướng của Minh Tộc, hai kẻ này trong tiểu lâu đã lớn tiếng treo giải thưởng cao để tìm tin tức về Hoàng Thiên Đế, chuẩn bị dẫn người tới tiêu diệt. Thạch Hạo dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, bởi vì giải thưởng cao đều là bảo dược và bảo vật quý giá, nên Thạch Hạo đã sử dụng thông tin về Hoàng Thiên Đế để dụ nhị tiên tướng của Tiên Điện và nhị minh tướng của Minh Tộc lừa được nhiều bảo dược và bảo vật từ tay của họ. Sau đó tại tiểu lâu cùng với Thanh Nghi tiêu xài xa hoa, khiến người của Tiên Điện và Minh Thố tức giận. Cuối cùng Thạch Hạo bá khí tiêu diệt người của Tiên Điện và Minh Tộc, còn mình thì thu hoạch đầy đủ một lần nữa, khiến Tiên Điện và Minh Tộc trở thành bệ phóng cho chính mình. Trong không gian căng thẳng, Thạch Hạo không tiết lộ vị trí của Hoàng mà yêu cầu chờ đợi truyền nhân của Tiên Điện đến. Dù đám người đối diện tỏ ra rất là tức giận, họ vẫn kiên nhẫn không giết Thạch Hạo ngay lập tức. Sau thời gian chờ đợi, tiểu nhị đã mang lên bát chân lý và bát chân phượng, hai món ăn quý giá từ thịt thần linh, khiến mọi người xung quanh phải thay đổi sắc mặt và mùi vị thơm lan tỏa. Thạch Hạo không ngần ngại đưa thánh dược để trả tiền cho bữa ăn, khiến đám người Tiên Điện và Minh Tộc cảm thấy khó chịu. Khi mà thanh niên tóc vàng yêu cầu Thạch Hạo tiết lộ tung tích của Hoàng, Thạch Hạo tự tin trả lời rằng tin tức của mình đáng tin cậy. Điều bất ngờ xảy ra khi mà Thanh Nghi, một tiên tử tuyệt đại, bước tới ngồi cùng bàn với Thạch Hạo, khiến đám người Tiên Điện và Minh Tộc không khỏi kinh ngạc và tức giận. Hai thanh niên tóc vàng và tóc đỏ tức giận khi mà Thạch Hạo dùng hai món ăn quý để thu hút tiên tử mà họ yêu thích, đặc biệt khi mà sử dụng thánh dược của họ để mua. Thạch Hạo thưởng thức món ăn, nhớ lại thời kỳ mạnh mẽ ở hạ giới, quyết tâm khôi phục lại uy danh tại thượng giới. Khi mà tiên tử Thanh Nghi ngồi cùng với Thạch Hạo và thưởng thức món bát chân phượng, đám người xung quanh ngạc nhiên và tức tối. Thạch Hạo sau đó gọi thêm 20 con bát chân phượng, gây sốc cho mọi người. Khi mà đã thần thạch trở lại và báo tin về một nơi thần bí, Thạch Hạo quyết định sẽ đối đầu với kẻ thù. Mặc cho sự đe dọa từ đám người Tiên Điện, Thạch Hạo yêu cầu làm món kim xí đại bàng hầm, khiến mọi người đều kinh ngạc và tập trung ánh mắt vào thanh niên tóc vàng. Thanh niên tóc vàng nổi giận biến hình thành đại bàng và tấn công Thạch Hạo. Thanh niên tóc đỏ và đồng bọn cũng xông vào, thế nhưng Thạch Hạo nhanh chóng hạ gục một số kẻ thù. Thanh niên tóc đỏ cảnh báo đồng đội, thế nhưng Thạch Hạo đã giết thêm vài người. Thạch Hạo tiếp tục chiến đấu với đại bàng vàng, làm đối thủ bị thương nặng chỉ sau vài chiêu. Cô gái sơ đại và thanh niên tóc đỏ cũng bị Thạch Hạo đánh bại. Đối thủ chính là Thạch Hạo, kim sĩ đại bàng cuối cùng bị giết chết. Thanh Nghi cũng đã tiêu diệt chiến tướng Minh Tộc, làm mọi người kinh ngạc với khả năng chiến đấu của mình. Thạch Hạo quyết định tiếp tục đối đầu với truyền nhân Tiên Điện và quay lại thưởng thức món kim sĩ đại bàng sau trận chiến. Thạch Hạo và Thanh Nghi bay vút lên trên cao, biến mất phía cuối chân trời. Trong rừng đào, mọi người kinh ngạc khi mà biết Thạch Hạo định giết chết truyền nhân của Tiên Điện. Điều này gây chấn động thiên cổ. Những kẻ yếu hơn còn sống sót trong rừng đều băng hoàng trước sức mạnh của Thạch Hạo và Thanh Nghi. Thạch Hạo cũng mới đả thần thạch và Thanh Nghi đến một đầm lầy âm u để tìm kiếm truyền nhân của Tiên Điện. Tại đây họ gặp một cường giả đang bảo vệ một tế đàn nhỏ. Thạch Hạo nhanh chóng hạ gục cường giả này và bắt hắn khai ra tọa độ hư không dẫn đến nơi mà truyền nhân Tiên Điện đang bế quan. Tuy nhiên cường giả nói rằng hắn chỉ phụ trách bảo vệ tế đàn và không biết tọa độ chính xác, chỉ có thể thả cốt thư để truyền tin. Đa Tần Thạch nhận ra đây chỉ là một trận pháp hiếm thấy, chỉ có thể truyền đồ vật đặc biệt như cốt thư và không thể dễ dàng phá giải. Thạch Hạo tra hỏi chiến tướng thứ ba, thế nhưng không thu được nhiều thông tin. Khi mà Thạch Hạo thu lại động thiên, chiến tướng thứ ba liền phản công, thế nhưng bị Thạch Hạo dùng bảo thuật lôi đế đánh bại. Chiến tướng tiết lộ mình bị nguyền rủa và phải trung thành với truyền nhân Tiên Điện. Thạch Hạo quyết định tìm và tiêu diệt truyền nhân Tiên Điện. Đa Tần Thạch bắt đầu phá giải trận pháp, tạo ra một thông đạo màu bạc dẫn đến nơi truyền nhân Tiên Điện bế quan. Họ đến một sa mạc lớn màu vàng, không có ai ở đó. Đa Tần Thạch suy diễn lại và cho biết họ chỉ sai lệch một chút, nơi truyền nhân Tiên Điện bế quan chỉ cách trong phạm vi trăm dặm. Họ nhanh chóng phát hiện ra một hòn đảo xanh lục ở trong sa mạc. Thạch Hạo chuẩn bị tấn công, tiến vào hang động nơi có khí lành và khí hỗn độn. Trong hang họ gặp một sinh linh to lớn và mạnh mẽ, không phải truyền nhân của Tiên Điện, thế nhưng biết được thần thông cấm kỵ của Tiên Điện. Sau trận chiến căng thẳng, sinh linh
linh này lộ diện là Long Huyết Tổ Ngạc, một sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Thanh Nghi kinh ngạc nhắc nhở Thạch Hạo rằng Long Huyết Tổ Ngạc chỉ là một dị chủng hiếm có và cực kỳ mạnh mẽ, nắm giữ huyết máu của rồng, tổ tiên của loài cá sấu hung dữ, có thể hóa thành chân long nếu tu luyện tới cảnh giới tận cùng. Theo Thanh Y, tiên điện chỉ có hai con Long Huyết Tổ Ngạc bảo vệ sơn môn từ thời thái cổ, thế nhưng con này có thể là dòng dõi của chúng. Con Long Huyết Tổ Ngạc này mạnh mẽ hơn nhiều so với các sơ đại mà Thạch Hạo từng gặp, có thể phá tan núi đá và làm sụp đổ hư không bằng móng vuốt. Nó cũng biết bí thuật của tiên điện, tinh lực ngập trời vô cùng là khủng khiếp, đến mức là chân thần bình thường cũng không phải là đối thủ. Khi mà Thạch Hạo hỏi về chuyên nhân tiên điện, Long Huyết Tổ Ngạc tức giận khẳng định mình là chiến tướng thứ nhất chứ không phải là tôi tớ của tiên điện. Trận chiến giữa Thạch Hạo và Long Huyết Tổ Ngạc rất là ác liệt, thế nhưng Thạch Hạo vượt trội nhờ sức mạnh côn bằng và bảo thuật vô song. Sau hơn 100 chiêu, Thạch Hạo đã đánh bại Long Huyết Tổ Ngạc, khiến nó nổ tung ở trên đất trời. Thạch Hạo sau đó quát lớn vào trong hang cổ, yêu cầu chuyên nhân tiên điện ra mặt chế nhờ việc hắn có thể bị tàu hỏa nhập ma. Trong hang núi không có tiếng trả lời, dưới đất chỉ còn lại một cái vảy vàng và hai sừng rồng bị gãy của Long Huyết Tổ Ngạc. Những phần còn lại đều vỡ nát, chỉ có máu và xương. Long Huyết Tổ Ngạc này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những đối thủ mà Thạch Hạo thường gặp, chứng tỏ chỗ này rất là quan trọng. Đảo biệt lập đã bị giãn nứt, cây cỏ bị hủy diệt, chỉ còn lại ngọn núi đá và động thần cổ có trận pháp bảo vệ. Thạch Hạo thất vọng vì kẻ địch không ở đây. Thanh Nghi phát hiện ra một tế đàn màu vàng nhạt ở bên trong hang cổ, dẫn đến nơi khác. Thạch Hạo nhận định rằng chuyên nhân tiên điện đang nghi dùng tổ ngạc để báo cáo tin tức. Đà thần thạch phát hiện ra và phá giải trận pháp, mở ra một kho báu với nhiều bảo vật hiếm có, thiên tài địa bảo và thánh dược. Thạch Hạo và Thanh Nghi rất là vui mừng vì thu hoạch dồi dào này. Trong đống khoáng thạch có một loại đá đặc biệt gọi là vật liệu mật đá. Thanh Nghi giải thích rằng loại đá này có thể ẩn chứa mật tiên, có khả năng gột rửa hai mắt mở ra thiên nhãn. Thạch Hạo đã sử dụng trùng đồng để tìm kiếm và phát hiện ra mật tiên màu vàng trong một tảng đá. Cả hai người cẩn thận cắt đá để lấy mật tiên ra. Thanh Nghi cho biết mật tiên có thể nhỏ thẳng vào mắt để khôi phục lại sức sống và mở ra thiên nhãn. Đa Tân Thạch nóng lòng muốn thử dùng mật đá để gột rửa, thế nhưng bị Thạch Hạo và Thanh Nghi đạp bay vì sợ nó phá rối. Thạch Hạo quyết định thử trước, vì thiên nhãn của hắn đã gần hoàn thành. Khi mà nhỏ mật đá vào mắt, Thạch Hạo cảm thấy mát mẻ và đau nhói, sau đó là sức sống tràn ngập và phù văn xuất hiện, mở ra thiên nhãn. Thanh Nghi thán phục trước hiệu quả của mật đá. Thạch Hạo tiếp tục nhỏ mật đá vào mắt cho đến khi không còn hiệu quả. Khi mà mở mắt, hắn thấy thế giới rõ ràng và sống động hơn, có thể nhìn xuyên qua vật thể và thấy các quỹ tích chuyển động của sinh linh. Thanh Nghi nhặt mật đá nhưng mà chưa dùng ngay, cho thời điểm phù hợp. Khi mà Thạch Hạo nhìn Thanh Nghi với thiên nhãn, hắn nhận ra vẻ đẹp của nàng, thế nhưng bị nàng phản ứng tức giận, bảo vệ cơ thể bằng phù văn. Cuối cùng thì hai người thu thập tất cả bảo vật ở trong hang cổ, dự đoán chuyên nhân tiên điện sẽ giận dữ khi mà biết bị cướp. Đa Thần Thạch muốn nghiên cứu tế đàn màu vàng để di chuyển tới nơi khác, trong khi Thạch Hạo điều tức để đạt trạng thái cao nhất, tăng cường nhạy cảm thần giác sau khi mở ra thiên nhãn. Vậy là video của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.